Xin chào mọi người, trước mặt của mọi người đây là con BT23, con máy phun sơn của BTEC. Thì lần trước mình đã giới thiệu qua con BT23 và cái con Classic 23. Thì hôm nay mình sẽ bung con máy BT23 xem là nội thất ở bên trong của nó, máy móc nó sẽ như thế nào nhé. Con nó có phải là dây đồng hay không? Con này giá bán hiện tại bên mình đang là bán là 735.000 miễn phí vận chuyển ra hàng toàn quốc. Và mọi người được kiểm tra máy và test máy trước khi thanh toán. Thì con này là mình cũng nói sơ qua này. Thì là con này là phun được giả đá này, nó hoặc là phun chậu cảnh, phun sơn tường và như là hàng rào, sắt thép các thứ đầy đủ luôn, ok tất cả cho mọi người. Thì con này có hai chế độ phun mạnh và chế độ phun nhẹ. Thì đây là cái con núm công tắc ở phía bên trên. Thì bây giờ mình sẽ khui xem là bên trong con máy thì nó sẽ như thế nào nhé. Đó, cái thời gian này khui hơi lâu thì mọi người có thể tua qua cái đoạn này đi. Mình sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nó gồm 8 con ốc. Thì mình sẽ mở dần dần. Thì những ai không xem được hết thì mọi người có thể là tời nhanh qua hộ như mình với nhé. Mình có thể là lấy con máy khoan pin, nhưng mà khả năng là không được, tại do cái mũi khoan của mình nó hơi ngắn. Hàng này hiện tại bên mình nó bán cực kỳ là cháy hàng và cực kỳ là tốt. Được các bác sử dụng phun giả đá, chậu cảnh này, cực kỳ là mua nhiều. Và con này giá cực kỳ là tốt rồi. Ở trên thị trường thì mình thấy bây giờ là bên mình là bán giá tốt nhất đấy mọi người ạ. Đấy, hàng chính hãng, chất lượng cao luôn. Nhiều người cứ thắc mắc bên mình là nếu mà mua xa, mua online, mua xa thì bảo hành kiểu gì. Thì bên mình là có 5 đơn vị bảo hành, 5 đơn vị hành chính bảo hành, đó thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hà Nội và Hải Phòng. Nên mọi người yên tâm đi. Đấy, mọi người có thể gửi về bất cứ đâu đều được bảo hành. Nhưng mà con này làm gì có khái niệm mà hỏng ạ. Từ lúc mình bán đến giờ là con này chưa hỏng con nào hết, mà là cũng chưa phải bảo hành con nào cả nhé mọi người nhé. Những ai có thể là đến trực tiếp showroom tại số 41 ngõ 1277 đường Giải Phóng Hà Nội thì có thể là tham khảo được nhiều cái mẫu mã hơn và có thể trực tiếp là xem hàng hóa bên mình là như thế nào mà. Đấy. Những ai ở thành phố Hà Nội thì thường những khách ở Hà Nội thì sẽ ghé qua ở shop mình được cực kỳ nhiều. Đấy. Tại vì tất cả là chăm nghe không bằng một thấy. Đấy. Những ai ở gần thì có thể đến ghé qua trực tiếp. Đây, mình tháo luôn cái nắp phía đằng sau này. Đấy, mọi người nhìn kỹ này, cái chỗ là hút gió vào này. Đấy, hút gió vào để đẩy sơn ra. Mình xem còn ốc ác thì không là mình tháo luôn nào. Ok, hết rồi. Mình sẽ tháo từ dưới, tháo trước. Đấy. Đây là vị trí mà công tắc mình ấn này, mọi người để ý kỹ nhé. Công tắc này nó có cái hình ở đây luôn, lúc mình ấn xuống nó có nghĩa là tiếp điện này, để cho động cơ ở bên trong cánh quạt này nó hút gió vào nó quay này. Đấy. Cái này là cái cục tụ có của nó là 0,22F này. Đó. Đây nhá, micro F này, con này này. Đấy, con tụ điện của mình á. Dây điện, đường dây điện này đấu cực kỳ là chuẩn và đẹp luôn. Đấy, được bọc cực kỳ là chắc chắn này. Đấy, cách ở hai bên này tránh tình trạng là chập chen, là lúc may mình lúc mình vận hành có thể là rơi máy á. Cái này là chế độ phun mạnh và phun nhẹ này. Đấy, đây mình sẽ tháo cái bộ phận động cơ trước. Đây là bộ phận động cơ của mình nhá. Nó được bao bọc bởi một lớp nhựa cực kỳ là dày. Cái này là dày tầm khoảng 2 ly và nhựa cứng. Nó thiết kế bởi một dạng đặt và đóng khuôn như thế này, thì cái lúc mình hút gió ấy, thì nó sẽ đi theo một cái đường tròn ở bên trong, nó sẽ không bị tản ra ngoài, nó không bị thất thoát khí ra ngoài, nên là làm cho cái lượng sơn của mình phun ra nó mới được nhiều hơn và mịn hơn. Còn đây là cái chỗ mà để chuyển chế độ là phun mạnh và phun nhẹ ấy, nó được thiết kế bởi những cái con chip và con tụ như thế này. Đấy. Đấu này. Rất dễ dàng và nhẹ nhàng. Đó. Lớp nhựa cũng cực kỳ dày nhé mọi người nhé, thấy bao bọc bởi một lớp cựa cực kỳ dày này, mình có thể bẻ này. Đó. Cực kỳ dày và chắc chắn luôn. Cái này là công tắc này, có một vài cái con lò xo. Ok, mình sẽ tháo luôn xem là động cơ ở bên trong của nó nhé. Đây là hệ thống cánh quạt, mình sẽ đếm xem là bao nhiêu cái thôi, tốt nhất là mình tháo ra mình đếm cho nó dễ hơn.
Đấy. Ở video sau thì mình sẽ cũng tháo luôn cái con phun giả đá của Makote, thương hiệu là cũng có thương hiệu rồi, là con đấy mình đang bán là 790.000, nó còn đắt hơn cả con BT 272 Classic 27 của bên mình đang bán. Con đấy chỉ phun cho giả đá thôi. Đấy, lực cực kỳ khỏe luôn. Để lần sau mình cũng test thử, mình đem so sánh giữa hai con BT 23 này với con Makute đó. Và một hàng nữa là hàng spray gun của King Tony, loại rẻ giá cho gia đình, phun chậu cảnh giả đá. Đấy, giá chỉ có 550.000 thôi. Đấy. Cực kỳ rẻ. Cái con đấy thường thường là không thể dùng được cho thợ nha mọi người. Cái con đấy của mình là chỉ dùng cho gia đình, ví dụ như mình muốn sửa soạn hay mình muốn sơn cái gì á, tại vì thợ thì là làm với tần suất lớn thì hãy mua những cái con như thế này, mua con BT23 này hoặc là mua con Makute gì đó. SG001. Đấy, mã còn sản phẩm Makute SG001. Mình sẽ bóc tất tật cho mọi người cùng xem. Đây. Đây, khối động cơ bên trong đây. Mọi người nhìn như thế này thì biết nó là dây đồng hay còn gì nữa. Đây. Này là 100% là đồng nhá. Đó. 100% là đồng. Cái này là vị trí ở chỗ than này, con này là động cơ của chỗ than. À không phải. Đúng không? Chạy từ á. Sao chỉ đạo thì bảo đó bằng chỗ than nhỉ? Đâu, than gì có chỗ nào thay than. Than này. Ok nhá mọi người nhá. Cái chỗ này nó là hai vị trí chỗ than của mình này, động cơ là chạy bằng chỗ than này. Thì mọi người yên tâm đi. Trong phụ kiện của máy nó không có cái kèm theo than, nhưng bên mình có than kèm đi theo sơ cua, và con này nó quay, nó chỉ quay đến phun sơn nên nó không ảnh hưởng gì hết, nó còn lâu mới hết than mọi người ạ. Mọi người cứ yên tâm về khoản đấy đi. Còn đây là cái chỗ phần quay của cánh quạt này, cánh quạt được thiết kế bên trong nó làm bằng những lá thép mỏng này. Mình sẽ đếm xem là bao nhiêu cái, mọi người để ý kỹ nha. 1 này, 2 này. Ồ, cái này không đếm được đâu. Nên mình đếm lại 1 đôi, 2 đôi, 3 đôi, 4 đôi, 5 đôi, 10 cái cánh quạt để mình hút gió vào nhá. Đấy, cực kỳ là nhiều. Cái này bằng là thiết kế bằng lớp thép mỏng thôi. Đó, được sơn giống như là nhôm thôi. Đó, bây giờ mình sẽ tháo chi tiết nữa này. Nhưng mọi người cứ nhìn tổng quan nhất về những dòng máy bên mình. Bên mình không bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng như mọi người. Đó. 100% là đồng rồi nhé. Nên mọi người đừng bảo là hỏi là bên mình là dây đồng hay dây nhôm đấy nhá. Đây. Ốc cực kỳ dài này, mình tháo nhẹ nhẹ ra này. Đây nhá, mình tháo chính xác là có bảo mọi người bảo không phải là chạy chỗ than này, đó, đây chỗ than này, cổ góc của máy này, đồng này. Đấy. Lắp cái này nó cũng đơn giản thôi. Thiết kế cực kỳ đơn giản thôi, không có gì cả. Từ những cái dây thít này mọi người để ý kỹ này, từ những cái dây thít này cực kỳ là chắc chắn này. Đấy. Thứ hai nữa là nó làm hệ thống cách điện, nó nối giữa hai chổi than vào cái cổ góc của máy này. Đấy. Đấy, thiết kế cực kỳ là an toàn này. Máy này mà làm sao mà hỏng được. Còn đây cái bộ rô của mình này. Đấy, mọi người nhìn này, bộ rô của mình này. Đấy. Đồng hết nhá. Đấy, bộ rô của mình này. Ok mọi người nhé, hôm nay mọi người đã đi qua cùng với mình để xem chi tiết xem là bộ phận máy nó có những gì này. Thứ hai nữa là bên trong có phải là dây đồng hay không này. Thứ ba nữa là những cái thiết kế, những cái chi tiết nhỏ bên trong ấy nó có chuẩn hay không, nó có ổn định hay không, nó có an toàn hay không, thì mọi người hôm nay đã khám phá cùng với mình nhé. Đấy, hàng chính hãng chất lượng cao đó. Đấy. Ok nhé, để liên hệ đặt hàng thì mọi người liên hệ tới số điện thoại ở bên dưới màn hình 0915935868, hoặc có thể là liên hệ tới số đó, hoặc là mọi người có thể kết bạn Zalo cũng chính số đó. Đấy, cái hotline ở đó của mình ấy. Này thì mình sẽ gửi ra những cái mẫu mã nhưng dùng cho các bác thợ hay là dùng cho gia đình, thì mình gửi những cái con mẫu mã. Thì ở video sau thì mình sẽ mở bung con Makote ra xem. Đấy, cũng xem bên trong nó là thiết kế những cái gì, những cái chi tiết bên trong nó có làm giống như con này hay không, nó có làm chuẩn và cẩn thận hay không. Mọi người nhớ đăng ký kênh
điện máy chính hãng để có thể là tham khảo hoặc là xem nhiều cái sản phẩm review chính hãng của các dụng cụ điện cầm tay bên công ty mình đang phân phối. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.